Xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Đây. Hôm nay thì chúng ta lại đến với một clip về thử thách nhá. À quên đấy, mini game thứ 7 tuần trước thì hiện tại mình chưa có kịp làm thời gian để mà công bố. Thì mai mình sẽ làm clip công bố và trao giải sau nhá. Trở lại với thử thách ngày hôm nay thì một thử thách đến từ bạn có tên là Nguyễn Nam. Chỉ sử dụng súng trong hòm tiếp tế để lấy top 1 đấu danh. Đấy, thì nãy giờ mình cũng được cái cây MP5 rồi. Ở trên cái khu vực đài quan sát đang có bắn nhau, nên là mình sẽ lên mình kiếm kill trước đã nha. Đằng nào thì cũng có súng tầm gần rồi mà, có súng tầm xa mới sợ, chứ còn súng tầm gần thì ok luôn. Với lại tiện thì cũng đi kiếm thêm ít xu anh em ạ. Tại vì là cái hộp tiếp tế ấy, chúng ta phải có thêm xu thì chúng ta mới reset được và chúng ta mua đồ được. Đấy, nên là phải kiếm nhiều xu đã. 600 xu rồi, hy vọng là được sẽ thêm một tầm mấy nghìn xu. Nếu như mà có mấy nghìn xu chắc là đồ dùng thả ga luôn đấy anh em ơi. Có người quanh đây, mình nghe tiếng bước chân, không biết là hướng bên nào đây. Ở trên kìa. Rồi, yếu, không có thể nào công lên được anh em ơi. Từ từ đã, bãi đang chiếm vị trí cao hơn mà. Chúng ta mà công ẩu lên là bị bắn bay đầu liền bây giờ đấy. Cứ từ từ tiếp cận dần dần anh em ạ. Biết ở đây có người là được rồi. Quá trời đồ luôn. Không có cái giáp 2 ta. Muốn kiếm cái giáp 2 thế mà không có nhờ. Có mỗi cái giáp 1 thế này lên bạn ấy mà bắn thì làm sao mà chịu nổi được đây. Quá trời đồ luôn này. Tội là không biết giáp đâu. À đây, may quá, đã có giáp rồi anh em ơi. Có giáp 2 là có thể chiến đấu được rồi. Đạn, quá trời đạn này. Nào, anh chàng đâu rồi? Vừa thấy ở đây mà. Không biết là bạn chạy khu vực nào rồi anh em ơi. Thôi thì làm vài con chip cho nó chắc ăn vậy. MP5 của mình 2 chip rồi. Anh ấy đâu rồi nhỉ? Hình như là bạn ấy cũng không muốn săn mình nha anh em ơi. Thấy im im lắm. Có tiếng nhảy trong nhà này này. Từ từ. Ui bên dưới lại có tiếng súng nữa kìa. Nhưng mà mình cần phải giải quyết thanh niên ở đây xong đã. Đây rồi, đây rồi, đây. Ui. Bắn tiểu liên thôi đúng không? Ê. Ao trình nha bạn ơi. Thanh niên này non thế. Ok, có kill rồi. Mừng hết nước chấm luôn. Quá trời đồ. Nhưng mà hơi tiếc là lại không có xu. Cày thế nhờ. Đây rồi, chúng ta lại có hòm tiếp tế rồi anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ cần một cây súng bắn tầm xa M14 à, AN94 à, VSS à, căng nhè. Ấy, FAMAS này. Thôi, mình sẽ quyết định là lấy cây FAMAS đi. Bắn M14 thì chắc là thôi anh em ạ. Tại vì M14 mình bắn hơi nhiều. Bắn cây khác khác đi một xíu cho nó đổi gió. Ok, tầm xa tầm gần đã đủ rồi đấy. Bây giờ chỉ cần tìm địch để bắn nhau nữa thôi. Còn có 18 người à. Đây rồi, đây rồi, thấy rồi. Mới nhấp có mấy phát thôi mà bạn Ngọc bạn ấy đã toang rồi. Buồn thế. Có người tới đây anh em ơi. Có khách, có khách. Ui, lao thẳng vào nhà luôn kìa. Được chưa? Trời ơi, nó được bật lên luôn. Quá là ghê anh em ạ. Nào, đẩy ra, đẩy ra. Ui, ghê vậy. Bắn trúng gì mà mình biến ngộ không mà bắn vẫn trúng. Hay thật. Thanh niên tay to. Bắn K98 kìa. Vuốt ghê chưa. Thế. Từ từ anh em ạ. Ây ạ. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh. Cái gì từ từ nói chuyện, làm gì mà giật mình căng thẳng thế. Không được mất bình tĩnh đâu. Mất bình tĩnh là dễ toang lắm đấy nha. Yếu rồi anh em ơi. Thanh niên đó bắn K98 vậy khá là ghê đấy. Nhưng mà để coi là liệu rằng bạn ấy có thắng được mình hay không nhá. Không công qua đây à? Không công qua đây thì mình lại công ngược lại. Làm gì căng. Làm sao, làm sao? Làm sao? Này thì múa với chúng tôi này. Dậy mà múa nữa đi ông cháu ơi. Úi, trên đồi có người kìa.
Thôi giỡn vậy chứ thôi, mình cũng vào bo đây. Mình thì không có thích múa cho lắm anh em ạ. Cái gì thực dụng thì mình chơi thôi. Lối chơi đơn giản nhưng mà nó lại hiệu quả. Chứ còn múa lắm để làm gì, mỏi tay lắm. Mình sẽ lên, mình cao lên ngoài bo nhá. Bạn ấy sẽ gặp mình sớm thôi. Đây rồi, mình thấy rồi. Yeah. Mình xin 8K12. Chúng ta còn tổng cộng 8 người. Bo này thì cũng khá là trống đấy. Nhưng mà không sao, mình có nhiều keo mà. 11 trái lận. Lại có người nữa này anh em ơi. Thấy rồi nhớ, thấy rồi nhớ. Tính ke đầu nhưng mà nó toàn bị giật xuống dưới thôi. Cay ghê. Thế thế mình bắn nhấp nhả luôn cho bạn ấy xong đi. Rút thôi anh em ạ. Mình vào bo đây. Bạn ấy đang ở cái vị trí thuận lợi nên đâm ra là mình cũng không nên công xuống làm gì. Kìa, bắn nhau nữa kìa. Mấy cái bo cuối này tôi rất là không nên công ẩu nha anh em. Tại vì chỉ cần chúng ta công ẩu thôi là sẽ đâu đó có khoảng tầm 3-4 cây súng khác nhắm vào chúng ta và bắn đấy. Nên là cứ phải từ từ, không vội vàng được. Mấy bo đầu thì còn có thể công lên được chứ mấy bo cuối này thì không nên. Trừ khi là phải biết được vị trí của địch hết thì chúng ta mới công lên thôi. Còn không biết thì tốt nhất là thôi, nên ám mình bất động. Ở đây vẫn còn đồ nhiều thế nhở. Mấy bạn ấy không lút đồ ở đây hả ta? Trong nhà này thì đẹp quá rồi. Thôi nên tính chạy bo kìa. Yeah. Hoàng Dubai. Nhà giàu nhưng mà sao ít keo thế. Chạy bo mà không thèm đặt keo luôn. Thôi nhìn được nữa nào. Ừ hay. Keo rồi thì thôi. Mình chỉ tí máu vậy thôi. Chứ mình có ý gì đâu. Kiếm ít đạn này nhà bầu. Hết đạn rồi. Bắn cái cây phá mát này công nhận là tốn đạn thật đấy. Nhấp vai nhấp thôi đã hết nửa băng đạn rồi. Đã màn thật. Ừ, hai thanh niên chuẩn bị gặp nhau. Nhiều. Nhiều lắm rồi anh em ơi. Nhiều bạn thì bắn pha mát không quen nhấp. Nhưng mà mình thì mình nhấp quen rồi anh em. Đâm ra là giờ cứ nhấp cho nó được nhiều. Chứ còn bắn mà kiểu như là bật ngắm lên xong bắn liên tục và nút bắn bên trái ấy, thì nói chung là nó cũng mạnh thật. Nhưng mà nó không chính xác bằng cái việc chúng ta nhấp bắn liên tục đâu. Tại vì là nhấp bắn liên tục thì nó còn bắt tâm vào người lúc mà các bạn ấy chạy hay là các bạn ấy di chuyển nữa. Thì nó sẽ lợi hơn. Cái cây pha mát này thì là một trong những cây súng mà khó vuốt tâm nhất game. Nên là không cần phải vuốt tâm làm gì đâu anh em ơi. Cứ bắn bình thường thôi. Tại vì là nó bắn kiểu nhấp ấy, đâm ra là vuốt tâm mới khó. Chúng ta còn 3 người. Trong nhà trước mặt mình có một người. Vậy là không biết là còn một thanh niên cuối cùng đang ở đâu. Sớm hay muộn thì mình cũng sẽ gặp bạn ấy thôi mà. Nên là cứ từ từ anh em ạ. Làm trái liệu không bạn ơi? Liệu choáng free đấy. Ném cho vui ấy mà. Chứ làm gì có ai ở đấy đâu mà trúng. Hai thanh niên còn lại có vẻ như là tính cách khá giống mình ta. Các bạn ấy cũng không hề đi săn luôn. Vào bo được là cứ ngồi im ở trong bo thôi. Giống y hệt mình vậy. Kìa, đó. Bạn ấy biết là mình ở đây rồi. Chắc chắn rồi. Tại vì là cái hàng rào nó hở mà. Nó đâu có kín đâu. Mà mình thì mình cũng biết là bạn ấy ở trong nhà rồi. Né đi bạn ơi. Ui trời ơi. Không thèm né luôn ạ. Hay thật. Thôi dễ rồi anh em ơi. Rồi thì còn thanh niên cuối cùng thôi. Lộ diện luôn kìa anh em kìa. Dã man chưa. Nãy thì không thấy đâu. Vừa bắn nhau xong thanh niên kia cái là bạn ấy tới tính lụng mình liền. Vẫn ở đấy đúng không. Chạy đi. Không chạy là ăn liệu nữa bây giờ đấy. Ôi dồi ôi. Sợ thế. Nấp kiểu gì mà toàn hở không. Đấy, pin yếu rồi. Cố gắng giải quyết thanh niên này sớm. Chứ không pin yếu nó sẽ giật mình thôi. Chạy kìa. Qua đây, đúng rồi. Ây da, càng đấy. Mình tới luôn này bạn ơi. Ôi dồi ôi, giờ này còn ném gì bạn. Ném. Ui. Anh em có thấy gì không? Phát cuối hết sọt mà 576 máu. Dã man. Không hiểu kiểu gì. Ok, như vậy là thử thách ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hoàn thành nhá. Nếu như mà anh em có bất kỳ thử thách hay yêu cầu gì thì cứ comment xuống bên dưới nha. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại mọi người những clip lần sau. Bye bye.